Xin chào cả nhà, mình là Hợp. Hôm nay mình về được trên tay một chiếc Breitling, và đây là một chiếc có đầy đủ hộp sổ thẻ cũng như là nó là một chiếc qua sử dụng các bạn nhé. Mình sẽ cùng mở ra. Đây là hộp đời mới của Breitling thì mình đã làm nhiều video rồi. Chúng ta sẽ có chiếc Breitling Channel Ocean 2 của chúng ta ở trong đây. Chúng ta sẽ kiểm qua cái giấy tờ của nó đã. Với Breitling thì nó sẽ có một cái thẻ rất là hay, và thẻ này thì nó sẽ được in trực tiếp vào trong này, và khi các bạn mua tại bưu tích của hãng thì chúng ta sẽ được nhân viên của hãng đưa thẻ này vào máy và sau đó là in trực tiếp thông tin lên đây. Và những cái thông tin này thì chúng ta không thể thay đổi cũng không thể xóa mờ được. Nhìn qua thì tưởng màn hình nhưng mà thực chất là nó không phải, nó một dạng cái giấy in nhiệt ở trong các bạn nhé. Chúng ta sẽ có tên của dòng này là Breitling Super Ocean Heritage 2 size 42mm. Và chiếc này có serial number cũng như là COSC là 5017545. Mã của nó là AB201016, nhìn giống số 6 các bạn ạ. Ở dưới này thì chúng ta sẽ có là địa chỉ mua là tại Paris, France, và mua ngày 3 tháng 3 năm 2018. Cùng với đó chế độ bảo hành là 5 năm toàn cầu. Với chiếc này thì được bảo hành toàn cầu luôn 5 năm các bạn nhé. Ngoài ra thì chúng ta sẽ còn cái giấy COSC và sổ sách, thì mình chỉ cần xem qua cái giấy COSC này thôi vì nó có đầy đủ đây. Các bạn phải thấy đây là giấy dành riêng cho số series 5017545. Và đó cũng là cái số series mà ở đằng sau đáy của chúng ta các bạn nhé. Các bạn có thể thấy đây là giấy chứng nhận rồi. Chúng ta sẽ tiến đến phần trên tay chiếc đồng hồ này. Dòng Super Ocean này thì nó sẽ có rất là nhiều size, và cái size mình cầm trên tay đây là cái size gọi là hợp lý nhất với chúng ta, với cổ tay của người châu Á, đó là size 42. Ngoài ra thì nó sẽ còn size là size 44 và size 46mm nữa các bạn nhé, những cái size mà gọi là rất là to và khủng bố đó. Thì với chiếc này size 42 thì chúng ta có thể dễ dàng là xử lý cũng như là dễ dàng đeo. Một điểm nữa mình thích trên chiếc này đó là cái lắc của nó rất là ngắn, như các bạn thấy ở đây là cái size của nó 42mm, nhưng lắc tu lắc của chiếc này cũng chỉ khoảng tầm 48mm thôi. Mặt đeo của chúng ta thì phủ một màu blue và nó có cái vân trải tia sunburst khá là đẹp. Logo Breitling Chronometer Official Certified của chúng ta được đặt ở góc, như các bạn thấy đây, được đặt ở góc 12 giờ. Và phía dưới này thì chúng ta sẽ có dòng chữ là Super Ocean Automatic 200m, tương đương với 660 feet. Và ngay dưới cái dòng chữ này của chúng ta thì đó sẽ là lịch ngày, lịch lọc ở góc 6 giờ. Niềng ceramic trên cái đời 2 này nó đã giúp đỡ rất là nhiều, và so với cái niềng của đời 1 đó là niềng nhôm. Niềng nhôm thì chúng ta rất hay bị xước cũng như là bị xấu đi theo thời gian. Tuy nhiên với cái đời 2 này thì niềng ceramic thì nó đã làm rất là đẹp. Như các bạn thấy ở đây rất là rõ, cái bộ kim cọc của chúng ta được làm bằng thép không gỉ và sau đó được đặt ở trên mặt đeo và bắt sáng rất là tốt. Cái kim giờ và kim phút của chúng ta thì đây là đặc trưng của dòng Super Ocean như các bạn thấy. Phía bên phải thì chúng ta sẽ có núm chính của chúng ta với logo chữ B, và đằng sau là sẽ là một cái đáy kín. Như thường lệ những chiếc Breitling thường của chúng ta thì đều là đáy kín. Có những cái dòng máy B01 và những dòng Limited của chúng ta thì sẽ có đáy hở. Đó. Đây là serial number 5017545. Và đây là mã của dòng sản phẩm là AB2010. Thì với chiếc này thì có điểm gì đặc biệt? Điểm thứ nhất là chúng ta đã có sự thay đổi, đó là niềng ceramic ở trên mặt dial. Và điểm thứ hai nữa là chiếc này sử dụng bộ máy mới của Breitling, đó là Breitling B20. Đây không phải là một bộ máy in-house của Breitling, nhưng mà cái máy mà nó base trên thì lại được đánh giá cực kỳ cao và được rất là nhiều các bên ưa thích. Bộ máy mà Breitling base lên để tạo ra cái sản phẩm là máy B20, đó chính là bộ máy in-house movement của Tudor các bạn nhé. Tudor, máy MT5612. Bộ máy đó thì rất là khủng với chuẩn chronometer. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ có ở đây là 70 giờ tích cót, cũng như là thông số kỹ thuật là 28.800 tần số động. Thì bộ máy đó là thường được Tudor lắp trên những cái dòng như sản phẩm như là Diver Black Bay. Cho nên là với cái bộ máy đó thì mình đánh giá rất cao chiếc Breitling này. Thì nó sử dụng một bộ máy theo mình đánh giá là rất là tốt trong tầm tiền. Và cũng chính vì lẽ đó cho nên là chiếc Breitling này cũng có cái mức giá nó cao hơn so với cái đời 1 khá nhiều.
Với dòng Super Ocean đời 1 các bạn mua thì nó sẽ vào khoảng tầm 5x hiện tại với những chiếc qua sử dụng. Còn với chiếc này thì nó có giá là 69 triệu 500. Đó. Thì cũng đúng thôi, bởi vì với bộ máy chất lượng như vậy thì cái mức giá trị của nó cao lên là đúng rồi. Và chiếc này thì có giá retail hãng lên đến là 4.660 đô cơ các bạn ạ. Nếu tính ra nó khoảng 120 triệu, còn nếu như tính full thuế ship vào thì nó có thể lên đến 120-130. Còn giá mà của nhà phân phối Breitling tại Việt Nam đang bán là của Galewatt thì mình có thấy một vài sản phẩm của Super Ocean họ bán với giá là 141 triệu. Đó. Còn với chiếc này thì bên mình bán giá là 69 triệu 500 full box như các bạn thấy, bảo hành toàn cầu 5 năm. Đi kèm với chiếc này thì là một sợi dây cao su chính hãng của Breitling với dòng chữ Breitling ở hai bên. Và chúng ta sẽ có một cái khóa mà chúng ta hay gọi là khóa bập bênh với logo Breitling ở phía trên này. Và khóa này họ làm hoàn toàn bằng phay xước. Đó. Để đeo chiếc này thì cũng rất dễ thôi. Tay các bạn mình nghĩ là cũng chỉ cần tay khoảng 16cm là chúng ta đeo chiếc Super Ocean 2 này rồi. Và nếu như anh em thích thì chúng ta có thể sử dụng thêm một sợi dây da để có thể là đeo cho nó daily qua hàng ngày, thay vì chúng ta cứ phải đeo cái dây cao su này suốt đó. Dây cao su bập bênh thì các bạn thấy là nó rất là chắc, và với cái dây này thì khi mà chúng ta có bơi lội lặn gì thì nó cũng không thể nào mà nó tuột ra được cái này được cả, bởi vì nó có hai cái nấc luôn đó. Lên tay cực kỳ dễ dàng, và màu xanh của chiếc Super Ocean này phải nói là rất là tuyệt. Các bạn có thể thấy ngay ở đây là cái vân tay, đó cũng là lý do mà tại sao mà mình thường xuyên phải lau để cho anh em xem được cái đồng hồ với một cái góc nhìn đẹp nhất. Đó, anh em đã thấy là sau khi mình lau thì nó hoàn toàn không còn một chút vân tay nào bám trên bề mặt, và anh em xem được rõ nhất cái vẻ đẹp của chiếc Breitling này. Rồi ok anh em, cảm ơn anh em đã theo dõi video, và xin gặp lại anh em trong video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.